Hello, Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm, 31 ngày tháng 5 năm 2018. Chương trình Khoai Dương Trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc Đít Mẹ Thằng Hồ Chí Minh Uống Máu Kinh. Chào quý vị và các bạn thân mến nha. Đi mẹ thằng Chí Minh hồ ly dâm ô. Địt mẹ thằng Chí Minh hồ ly gian manh. Địt mẹ thằng Chí Minh hại nhân dân tao. Địt mẹ thằng Chí Minh trong quần đàn bà. Cái thứ khốn nạn, ai cướp ai cái máu què. Cái giống cho dài, chui trong hang sâu khi xưa. Ban nước đương dần, tên Chí Minh chiến mi thôi. Gây bao đau thương, tăng tóc cho người nước Nam. Cái giống súc vật, cái giống quái thú ác độc. Cái giống cho dài, nhưng râu gian dân như điên. Tên muốn xung cung, nhưng sống trong tứ cung thôi. Mi tên xung cung, nhưng sống ngay trầm cai quần. Mi nằm kia ngay trong hang nhân dân. Mi nằm kia đang uống máu nhân dân. Mi chìm sâu sâu nơi ngã ba đời. Bao ngày qua mi trong quần dân, bao năm tháng qua nghe người dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời sống trong tử cung của mình. Nghe lời dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời khi mình sống trong cái quần. Địt mẹ thằng Chí Minh hồ ly dâm ô. Địt mẹ thằng Chí Minh hồ ly gian manh. Địt mẹ thằng Chí Minh hại nhân dân tao. Địt mẹ thằng Chí Minh trong quần đàn bà. Cái thứ khốn nạn, ai cuốc ai cái máu què. Cái giống cho dài, chui trong hang sâu khi xưa. Ban nước buôn dần, tên Chí Minh chiến mi thôi. Gây bao đau thương, tăng tóc cho người nước Nam. Cái giống súc vật, cái giống quái thú ác độc. Cái giống cho dài, nhưng râu gian dâm như điên. Tên Nguyễn Xuân Cung, nhưng sống trong tử cung thôi. Nghe tên Xuân Cung, nhưng sống ngay trong cai quần. Mi nằm kia ngay trong hang nhân dân. Mi nằm kia đang uống máu nhân dân. Mi chìm sâu sâu nơi ngã ba đời. Bao ngày qua mi trong quần dân, bao năm tháng qua nghe người dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời sống trong tử cung của mình. Nghe lời dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời khi mình sống trong cái quần. Địt mẹ thằng Chí Minh hồ ly dâm ô. Địt mẹ thằng Chí Minh hồ ly gian manh. Địt mẹ thằng Chí Minh hại nhân dân tao. Địt mẹ thằng Chí Minh trong quần đàn bà. Nghe người dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời sống trong tử cung của mình. Nghe lời dân nói khi mình sống trong cái rồi khi mình sống đời sống trong tử cung của người. Tất cả đang đỉ tao bay, tao cho tao bay, tao bay những này là chó đẻ với tao hả? Tao mẹ nó ra tao bay, tụi tao sợ hơn sao? Mẹ nó ra tao chửi con đỉ mà những này là dự cộng, mà những này là làm cho những này là Facebook rồi cái sợ mà đặt lóc với tao sao hả? Tao nghe mọi người nói vậy rồi hèn không dám làm mặt sao? Tao đâu sợ đâu, tao dũng có dòng hộ mày, mày tụi tao sợ mày à? Thì tụi tao các em thấy chí khí của chị Ly sao, các em không sợ một ai đâu, có sợ thằng nào đâu. Chó không bôi cho nó đỉ, bôi cho nó đỉ là chết mẹ tụi mày với tao. Chỉ là vậy đó. Hello chị Lisa, good morning chị.
chút chị trẻ đẹp và mạnh mẽ như con sư tử hóc. Em cung cấp cho chị bản tin ngày hôm nay là bản tin ba sạch. Hôm nay ngày 31 tháng 5 2018, ba sạch đã thiêu rụi 500 mét vuông kho hàng thiết bị điện ở tại Đà Nẵng. Báo tin cho chị yêu hay, vào lúc 2 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2018, quân dân quân chiến sĩ ba sạch ở tại Đà Nẵng đã khai quả thành một kho thành công tại một kho hàng chứa đồ của thằng Tàu Cộng nằm trong một dãy nhà 2 tầng của chùa Chiêu Ứng trên đường Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Được biết toàn bộ tầng 2 dãy nhà này là của một doanh nghiệp mướn lại của chùa. Tầng này được dùng làm nhà kho chứa hàng độc và thiết bị điện nhập từ Tàu Cộng trá hình vào đất nước Việt Nam thân yêu, rồi từ đây phân phối đi khắp nơi. Vì vậy nên các trinh sát của dân quân chiến sĩ anh em ba sạch đã quyết định theo dõi và khai quả ba sạch đối với kho hàng Tàu Cộng này. Do các mồi dẫn lửa tạm xăng được đặt ở một cách khôn khéo trong khu vực nhà kho chứa đầy hàng hóa của Tàu Cộng và để gần những nơi vật liệu dễ cháy, nên quả công ba sạch đã bùng phát dữ dội một cách mạnh mẽ và lan rộng ra rất nhanh. Chỉ trong vòng 2 tiếng, toàn bộ kho hàng ở tầng 2 đã bị ba sạch thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại đã lên đến hàng mấy tỷ đồng. Cho đảng để biết thế nào là lễ độ, Tàu Cộng nổi điên bắt đầu bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông để mà trả thù về chỉ cho ra lệnh phá hoại cơ sở. Đảng đế thì bây giờ nhảy cẩn lên để mà phản đối Tàu Cộng bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông. Cứ tiếp tục như vậy đó cho chị. Càng ngày là cứ mạnh mẽ lên như vậy đó cho chị. Bản tin thứ hai, em cho chị hay, ba sạch thanh toán một xe tải trên quốc lộ 9. Tin nhắn cho Lisa là anh em quân dân quân chiến sĩ ba sạch chúng tôi ở Quảng Trị đã phục kích và sử dụng quả công ba sạch với một xe tải chở đầy hàng hóa của Tàu Cộng trên quốc lộ 9. Khi xe này đi qua địa phận thôn Ba Ngào, xã Đa Rồng, Quảng Trị thì đã ăn phải một chai bơm xăng của chúng tôi, làm cho tài xế hoảng hốt lật tay lái tông vào lan can chắn ở bên đường rồi bốc cháy dữ dội. Riêng anh tài xế thì đã kịp thoát ra khỏi xe, mặc dầu lũ phòng cháy chữa cháy đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy, nhưng mãi đến một tiếng đồng hồ sau đám cháy cơ bản đã bị khống chế. Tuy nhiên chiếc xe còn bị trơ trụi, đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn cái khung giống như là ở truồng mà đeo gì nịch. Càng ngày nó càng hay như vậy đó. Tiếp tục bản tin ba sạch cho chị Lisa hay, xe bồn dầu tăng giá liên miên, cho nên anh em dân quân ba sạch đã theo dõi xe chở xăng dầu, cho nên đã ba sạch đốt trụi ngay ở trạm xăng dầu tại Cần Thơ, tặng nhiều cành hoa cho chị. Thế mà những cây xăng nào mà của đảng để mà vấn đề là bùng lên như vậy là tặng nhiều cành hoa cho tất cả những dân quân chiến sĩ ba sạch cho chị. Tin nhắn cho chị Lisa hay là sau khi tụi em đã trao đổi kinh nghiệm với các chiến sĩ ba sạch ở Sơn La trong vụ đốt xe bồn tiếp nguyên liệu ở Sơn La vào hôm 5 tháng 5 2018, anh em chúng tôi ở Cần Thơ đã quyết định ra tay ở đây. Hai anh em ở Sơn La đã bí mật vào Cần Thơ để huấn luyện cho những anh em ở tại đây rồi bay trở ra lại Sơn La. Sau khi các anh em đã tập huấn xong, vào khoảng 11 giờ 50 hôm nay, ngày 31 tháng 5 2018, một chiếc xe bồn đang bơm dầu vào trạm xăng dầu số 3 nằm ở trên đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Cần Thơ đã lọt vào ổ phục kích của dân quân chiến sĩ ba sạch. Trong một phút bất cần của anh tài xế, chiến sĩ ba sạch của ta được cấp nhiệm vụ theo dõi tại hiện trường đã bất ngờ ra tay phóng một mồi lửa vào ốc phun xăng. Lập tức ngọn lửa đã phừng lên kèm theo một tiếng nổ long trời lở đất. Quả công ba sạch bốc cháy quá dữ dội,
Tài xế lái xe bồn đã la hét và hoảng loạn nhảy thoát ra khỏi xe, nhưng cũng đã bị thương và được chính các dân quân chung quanh chạy đến hỗ trợ đưa đi điều trị. Sau một tiếng cháy dữ dội, chiếc xe bồn tiếp nguyên liệu dầu E5 cùng 5 xe máy của trạm xăng dầu này là thuộc của thằng đầu bò cao cấp công an đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chiến công ba sạch đã tiếp tục lên ngôi. Tặng nhiều cành hoa cho chị. Tặng nhiều cành hoa cho chị. Hello chị Lisa. Hai chị nữ tướng mới biết chương trình của chị. Rất mong chị nói qua chương trình. Chứ em thấy hình đại diện kia không giống chị. Bởi vậy em chưa dám đưa tin tức gì cho chị. Mong chị hiểu và cho em tin tưởng. Em sợ bị lừa lần nữa thì khổ lắm chị Lisa Phạm ơi. Em gửi tin nhắn này cho chị để em chắc ăn đây phải là chị không? Chị đã lên chương trình nói rồi. Thì em kể như là đã biết là chị đã nhận được tin nhắn của em. Thì em cứ việc gửi tin tức cho chị. Còn muốn an toàn nữa, chị sẽ cho một cái email ở trong cái chỗ này. Để cho em qua một cái email mà đặc biệt riêng của em. Chị cho những người khách hàng của chị toàn là xài bằng tên của tiếng Anh không, tiếng Mỹ không. Cho nên khi vào đó gửi tin cho chị, tất cả cái lũ đầu bò cũng không thể nào biết được. Bởi vì trên thế giới có gần cả tỷ tỷ cái email, nó không có thời gian mà ngồi suy tìm ra được. Trừ khi nào chị nói lên chương trình nó mới biết. Còn chị không nói, chị ẩn bên trong gần 30,000 cái email giả thì kể như nó không biết. Và các em đương nhiên gửi tin cho chị cũng làm email giả để gửi vào cho chị. Để coi coi đảng đĩ cộng sản coi coi mày còn khúc nặng đấy. Trời ơi chị ơi, xã hội khốn nạn lắm chị. Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng tranh cho hội người mù. Khốn nạn không chị? Thở đây ngay người ta mù mà đi tặng tranh. Ở trường đeo dây nịch là nó như vậy đó. Trời ơi chị ơi, thời kỳ mạt pháp chị à. Đức Phật đản sanh ra đời, tưởng sao những thằng ma tăng nó mời những cô gái mặc quần bikini vô nhảy nhót uống lượng trước mặt của Phật chị ơi là chị. Mai mốt cởi trường luôn đi. Các bạn coi nè, đó thôi mặt mặt của ma tăng lên Phật đản đó, các bạn đẹp ghê không đó, đúng là quỷ mà nó đang nhảy nhót trước mặt Phật thấy không đó, đó tôi mấy cái như vậy là các bạn đó, các bạn thấy không đó, thời mạt pháp nó vậy đó, lễ Phật đản vậy đó, mai mốt lễ Du Lan cũng vậy, mai mốt mà vấn đề là lễ Thiên Quan Âm Bồ Tát cũng vậy đó, đưa lên nhảy nhót như vậy nè, các bạn thấy không đó, đó các bạn thấy không đó, cha 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 mà lý lấy cầm cà già đó. Mai mốt nhảy năm ba đa luôn. Các bạn thấy không đó, giờ bạn có tin tưởng tụi chuyện gì nữa. Nó giả bộ vậy thôi nha. Người Tàu Cộng lách luật gom hết đất ven biển Đà Nẵng, giả bộ là nói rằng là muốn đất, thuê đất. Chị đã nhận được cái tin ở bên trong rồi. Nhật Bản cũng như là Pháp đôi kia người ta đi qua, người ta yêu cầu là vấn đề là kêu bằng là mẹ nó ra, vấn đề là kêu bằng là cũng là giao đất, cũng là mướn đất 99 năm y như thằng Tàu. Thì cái lũ tình báo Hoa Nam nó từ chối, nó lắc đầu, nó nói không. Chỉ có đặc biệt là cho anh làng xóm là thằng Tàu Cộng được mướn 99 năm thôi. Nhật Bản vào yêu cầu mướn 99 năm không cho. Rồi Nhật Bản nó thôi vậy thì bây giờ công ty của tôi cho thuê mướn 50 năm nó cũng không cho. Thậm chí Mỹ vô nói rằng bây giờ là cho tôi thuê mướn 20 năm nó cũng không cho. Nó nói tất cả nước ngoài vô là không có thời gian mà mướn lâu dài. Tức là làm ăn xong rồi bắt đầu là rút đi hãng xưởng ra. Chỉ đặc biệt có anh hàng xóm thằng Tàu Cộng là được quyền có giấy tờ mướn 99 năm. Còn Mỹ, Pháp, Nhật đồ kia, Hàn Quốc đồ kia là nó không có cho mướn 99 năm. Bây giờ 10 năm nó cũng không cho mướn nữa. Các bạn thấy khốn nạn không? Chưa có bao giờ mà lịch sử Việt Nam mà ông cha ta lại cho một bọn giặc mà đi vào mướn đất 99 năm như vậy cả. Chưa bao giờ có. Chưa bao giờ có. Chưa bao giờ có. Thời kỳ mạt pháp nó như vậy đó. Trời ơi chị ơi là chị, bây giờ nó vô nhà nó đập, nó phá nhà của người ta như thế này nè chị. Bà coi đó, bà ca ngợi đảng đi. Đó, nhà vừa xây lên nó vô nó đập, nó cưỡng chế như vậy đó. Nó đi một đâm vô quân nguyên vậy đó. Đó, người ta khóc mẹ khóc cha, nó vô nó đập xi măng, nó đập nhẹ đó, phá ra. Đó, các bạn thấy không đó, dở ra cho đó, thấy không, đó, xô con một cái.
như vậy đó, để mà nuôi nó đi, nuôi tụi nó nữa đi, rồi thế nào biết được. Sáng nay dân quan ba miền hội tụ ở tại trụ sở ban tiếp dân trung ương số Ngô Thị Nhậm Hà Đông Hà Nội, biểu tình đồng loạt hô to khẩu hiệu chúng tôi giữ đất cũng như giữ nước, đã đảo đèo lũ cướp đất và bán nước, người dân đã nghe chương trình khai dân trí của chị mà không còn sợ nữa. Người dân chúng tôi giữ đất cũng như giữ nước, đã đảo đè lũ cướp đất bán nước hại dân. Càng ngày càng mạnh mẽ lên như vậy đó cho chị. Người dân thì cứ ra mặt như vậy đi. Bà con xuống đường ngày 31 tháng 5 khi mà hay tin tụi nó giao đất cho Tàu Cộng đang nhốt nháo, người ta nghe lời chị, người ta bức xúc quá. Trời chị ơi là chị, trời ơi là trời. Người ta yêu cầu cơ quan chức năng phải trả lời về việc mà lấy nhà và lấy đất của người dân nè. Chị ơi là chị. Mấy thằng chó mà đeo băng rôn như vậy đó, nó không có còn là người Tàu người Việt nữa đâu, nó là người Tàu. Cho nên vấn đề là cầm dao mà đâm mẹ nó vô đi, cho nó chết mẹ nó cho rồi đi nha. Trời ơi chị ơi, người dân người ta không còn sợ nữa. Giang Hồ Nam Định đã đánh chém thằng cảnh sát ghê tới rợn người chị ạ. Chém nó nằm gục tại chỗ luôn chị ơi là chị, cho bỏ tật mất dạy chị ơi. Tại Nam Định đâm gục như vậy đó cho chị. Càng ngày càng vấn đề là cái măng là mẹ nó không. Tiếp tục cho chị, đâm gục luôn cho chị. Bộ Giáo dục đề nghị đổi học phí thành giá dịch vụ đào tạo. Cảnh sát giao thông bị đánh bầm dập trên xa lộ do xô xát với tài xế. Người dân người ta đã nghe chương trình khai dân trí của chị, người ta có bản lĩnh chính trị đảng đĩ, bây giờ nó run sợ té đói trong quần rồi chị ạ. Chị ơi chị, ở tại Hải Dương người dân người ta không còn sợ nữa. Đã bao giờ nghe dân nói chưa hả? Đó còn em bỏ ra thì cái luật làm đúng luôn đó. Người dân bây giờ đâu có còn sợ nữa, phải mạnh lên như vậy đó cho chị. Cộng sản là ác quỷ mà. Dân chụp ảnh quay không? Thì em bằng nói chị nhá, được bà với tôi nhá. Được bà với tôi. Phải mạnh lên như vậy cho chị. Còn mạnh nữa, mọi người phải đoàn kết vô. Chị ơi chị, trời ơi, bóp vú Mỹ Tâm triệu kẻ lai. Trăm năm mất đất, đéo ai thèm hoài. Đợi khi hán cẩu đài như chó. Nước độc rừng thiêng bỏ sát tụi bay, cho tụi bay ngục ngu, tụi bay ngồi đó tụi bay la làng, tụi bay vấn đề là cười nhốn nháo, nhất là những cái lũ trẻ trâu nghe lời của thằng đảng đuổi. Trời ơi chị ơi, làm nửa năm không lương, hàng trăm công nhân đóng tàu đã đình công ào ạt chị ạ. Trời ơi, ta nói vui như ngày trễ hội chị ơi là chị. Thở đời nay làm nửa năm mà nó không trả tiền lương, chứ mà người dân Việt Nam không biết sao mà còn làm ở trong trắng, chị không hiểu được. Gặp tao mà một tháng không trả lương tao rồi là tao biết rồi, là kể như là mày xong game với tao. Mẹ nó ra, tao làm gì mà chờ đợi tới những ngày nửa năm trời. Hơn 2.500 công nhân đã đình công bởi vì làm đúng nửa năm trời mà không có tiền để gửi về cho gia đình. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, các bạn coi khổ ghê chưa. 2.500 công nhân mà đi vào làm nửa năm rồi, từ tháng 1 tới bây giờ không có trả lương. Sau khi ăn tết xong rồi lên, bây giờ không có trả lương, bây giờ đình công. Băng rôm đã ghi lên và yêu cầu đòi tiền bảo hiểm xã hội treo ngay tại công ty luôn chị ạ. Đó giờ sẵn hoàng lên rồi, chị đã nói rồi. Chị nói rồi. Còn cái lũ trẻ trâu nó chưa có biết, bởi vì nó chưa có đi ra ngoài đời. Nó còn ăn, nó du vú ăn ăn của ba má nó chưa biết khổ đâu. Để nó ra ngoài đời rồi đâm nó lội ruột đi, rồi lúc đó nó mới biết. Lúc đó nó mới biết.
chứ bây giờ nó chưa có biết đâu, nó còn vô trường nó nghe lời mấy con đĩ. Mà vấn đề là cái bằng là hai vợ công an rồi kia bắt đầu tuyên truyền nhòi sọ cho nó. Có những em thì nó thông minh, nó nhìn ra được sự thật, còn có những người đầu bò óc chó não lợn vẫn còn đạp cắt nữa, vẫn còn hồ chó đẻ, hồ có máu lờ, hồ có máu kinh. Chị ơi chị, với khẩu khí của chị em hoàn toàn tin tưởng, khi mà chị bị tụi nó bắt mà chị đã chửi tụi nó không làm gì được chị, thì bây giờ em đã nhìn thấy được chị rất là khí phách chị ạ. Sống ở trong cái chế độ hỗn nạn của nó là em phải vậy chứ sao. Em mà hiền hiền như bao nhiêu người dân mẹ nó vô nó lấy nhà chứ. Gặp nhà chị mà vô lấy chị ngồi chị chửi chị rủa, chị đem nhang bàn thờ tới chị ngồi chị rủa hoài, chị thả chiếu trôi lên, chị thả bộ trôi xuống, chị rủa, chị đang gái mẹ tôi bay, tôi bay ăn còn cái gì ăn được không, ăn vùng què ăn khi đéo, đất cát của ông bà tao linh thiên nhất đây là kêu bằng là cổ quyền tất tổ dây dẫn không bé hầu những thằng chó đẻ tôi bay, thằng tao cộng mà vô đây là tao cho tao phải chết mẹ tôi bay. Cho ngồi chị rủa xong rồi bắt đầu ban đêm chị giúp bộ chị âm thầm chị cho chiến sĩ ba sạch đốt mẹ nó, cái nơi nào mà lấy đất của chị bắt đầu chị la làng luôn, chị chơi tết cái đó, tôi bay thấy linh chưa ông bà tao linh chưa, tôi phải lấy đất của tao cho nó, nhưng mà cho mát điện tôi phải cháy nhà, tôi phải cháy công ty chết mẹ tôi bay phải đả đất thả cát tao cho tao, tôi bắt đầu chửi rủa như vậy, tao cho ở sớm tao nhìn tao coi tao biết được linh thiên sò, nó bắt đầu lén lén bắt đầu mẹ nó ra là tao cho dàn dựng lên cho người tâm xe thằng chó đẻ nào mà mua miếng đất của tao, bắt đầu chó đẻ thằng chó đẻ nào mà vấn đề là lấy đất của tao hùa nhau, vấn đề là cái bằng đội nó đi ra con nó đi ra đi chợ tâm xe mạnh vô trong, vấn đề là cái bằng nát óc đi, bắt đầu đứng lên chửi nó thấy chưa thằng quỷ ban ác quá, bắt đầu là cái bằng làm sai luật của đảng, lấy đất của tao rốt cuộc bây giờ bị xe đụng nát óc thấy chưa. Trời ơi con cảm ơn nha, con xác con những đây là cái bằng là cầu nguyện của quyền thất tổ linh thiêng dẫn hồng bẻ hầu nó cho nó, những đây là dắt vào lấy đất cái cát của tôi. Gặp chị ở Việt Nam thì tôi khốn nạn hết rồi, mất dạy. Hello chị Lisa yêu yêu, good morning chị, em chúc chị một ngày tươi đẹp. Hôm nay em cung cấp những mật tin cho chị cực kỳ nóng hổi về tình hình ở Biển Đông chị ạ. Tin nóng nhất hôm nay là tin thằng chó đẻ Đảng Đĩ Việt Cộng đã bán đất 99 năm cho Tàu Cộng, mà thằng Phát Nghiệp đã âm thầm và nói với tất cả những đảng viên trong nội bộ là dù cho các đồng chí có đóng vai trò như tôi làm thủ tướng cũng không khác gì tôi, bởi vì tôi đã bị bắt buộc phải tuyên bố là giao đất cho Tàu Cộng 99 năm. Quá ra là thằng thủ tướng bù nhìn. Bây giờ mọi người đang chất vấn hỏi tại sao Đường Đường là một trong những nhân vật cao cấp nhất của đảng. Bây giờ Trọng Lúc thì biệt tâm, Trần Đại Quang thì bỏ chạy qua bên Nhật. Chỉ còn có thủ tướng chính phủ mà tại sao dám tuyên bố mà để cho Tàu Cộng vào để mà lấy đất 99 năm. Thì thằng chó đẻ Phát Niễn nói rằng các đồng chí có giỏi thì đi vô ngồi cương vị của tôi coi các đồng chí dám không làm không. Tôi làm là bởi vì sự bắt buộc tôi phải làm. Tức là ý nói là súng đã kê vào màn tang, không công bố là sẽ bị nổ súng mày chết ngay tại chỗ. À, tình báo qua Nam nó đặc biệt vậy đó. Cho nên mật tin em đưa cho chị biết, sau khi mà Phát Niệm và mọi người tướng tá cũng như đảng viên đã gửi công hàm vào cũng như là đã nói rồi, thì Phát Niệm nói một câu xanh rừng: nếu các đồng chí đóng vào vai trò vào ghế của thủ tướng như tôi, các đồng chí cũng làm giống y như tôi, không dám chống cự. Trời ơi, sau khi nghe tin mà Đảng Đĩ đã bán nước và dâng đất cho Tàu Cộng, bắt đầu đã lan rộng tới tận cấp tối cao ở bên Mỹ. Cụ thể là cấp tổng thống, bộ quốc phòng, ngũ sắc đài, quốc hội, CIA, FBI và cả cấp tiểu bang tại Washington DC và New York đều đã biết tin thằng Đảng Đĩ Việt Cộng bị Tàu Cộng ép buộc kề súng vào màn tang, yêu cầu phải bán đất cho Tàu Cộng, núp dưới chiêu bài cho thuê đất 99 năm để làm đặc khu kinh tế. Nguyên nhân là phe Việt Cộng thân Nga đã bức xúc và âm thầm chuyển tin mật của phe thân Tàu bị Tàu Cộng ép buộc phải tuyên bố là bán nước cho Tàu để đưa qua cho Mỹ, nên phía Mỹ từ cấp cao tới cấp thấp đều đã biết tin này trong ngày hôm nay.
phe thân Nga thấy không đủ sức cản được phe thân Tàu thông qua việc giao đất 99 năm nên mới tung độc chiêu là tung tin cho Mỹ để mượn tay Mỹ để đập phe thân Tàu. Phe thân Nga thừa biết là lúc này chỉ có Mỹ mới đập nổi Tàu Cộng nên mới cho mật vụ chuyển tin tuyệt mật tình báo qua tới tận cấp tối cao bên Mỹ. Sau khi biết tin thì phía Mỹ đã nổi giận vô cùng vì lũ chó đẻ đảng Cộng sản. Hiện nay phe thân Tàu và tình báo qua Nam dám qua mặt Mỹ cũng như dân tộc Việt Nam đơn phương bàn giao nước Việt Nam một cách trắng trợn cho Tàu Cộng bằng chiêu bài cho thuê mướn đất 99 năm ở những khu đặc khu kinh tế. Việc giao đất 99 năm sẽ làm cho Tàu Cộng mạnh như vũ bão hơn, kiểm soát được Biển Đông mạnh hơn, gây thiệt hại trực tiếp cho đường giao thương hàng hải và hàng không của Mỹ qua Biển Đông, nên mới làm cho phía Mỹ vô cùng tức giận. Tổng thống Donald Trump giận vô cùng nên đã ra lệnh cho cấp dưới phải cấp tốc soạn thảo biện pháp trừng phạt đáng để cho Trump có thể xem xét trừng phạt càng sớm càng tốt để phá hoại vụ giao đất 99 năm này. Một tin từ chính phủ Mỹ cho biết là không ai trong cấp cao của Mỹ ủng hộ cho dự án cho thằng Tàu Cộng thuê đất 99 năm mà do tình báo qua Nam, đặc biệt là thằng Trọng Lũ ẩn mặt đã yêu cầu phải tuyên bố và đang vô cùng ghét đảng đế Việt Cộng vì dám đơn phương giao đất cho Tàu Cộng mà không coi toàn dân Việt Nam ra gì. Giận thì giận mà thương thì thương. Giận lũ Tàu Cộng mà thương cho dân tộc Việt Nam bởi vì bây giờ giống như một đàn cù. Đã trắng trợn như vậy, tuyên bố như vậy, giao đất như vậy, bán nước như vậy, cướp nhà của người dân như vậy mà người dân vẫn còn tiếp tục không ai đứng lên. Sợ chết. Dù đã hứa hẹn với Mỹ là sẽ chống Tàu Cộng để bảo vệ Biển Đông, nhưng mà trong đất liền thì tình báo qua Nam âm thầm cho sát nhập Việt Nam. Ngay trong tuần này thì phía Mỹ sẽ có các biện pháp trừng phạt đảng đế Việt Cộng để dạy cho phe Việt Cộng thân Tàu một bài học nên thân, chứ không để yên cho phe Việt Cộng thân Tàu làm loạn. Sau khi những mật tin này vừa chuyển qua bên Mỹ thì Tàu Cộng đó hung hăng bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông để răn đe phe thân Nga dám làm loạn. Sau khi mà phe thân Nga công khai cho tập đoàn của Putin vào khai thác dầu Lan Đỏ ở Vũng Tàu, Tàu Cộng không nói, Tàu Cộng đã hành động, cho nên hôm nay đã bắn đạn thật xối xả tung hoành nổ vang trời ở ngoài Biển Đông, mà tình hình ở trong đất liền thì người dân không ai biết cả. Những tờ báo của đảng đĩ chỉ có được quyền lên la làng chỉ vài câu phản đối, nhưng sự thật là đã đỏ trời ở ngoài Trường Sa. Trường Sa có thể sẽ bị mất trong vòng tháng này. Tháng tới là coi chừng Trường Sa sẽ bị mất. Ngay sau khi tin Việt Cộng bán đất và dâng nước cho Tàu Cộng và chiêu bài cho thuê đặc khu kinh tế 99 năm đã lan ra khắp giới chính trị tối cao của Mỹ, thì lập tức có tới 3 thượng nghị sĩ đòi Tổng thống Donald Trump phải mạnh tay với lũ Tàu Cộng ở Biển Đông và phải dạy cho đảng đế Việt Cộng một bài học, chứ không để cho tình hình này tiếp diễn. 3 ông thượng nghị sĩ đã yêu cầu Donald Trump phải tăng cường quân sự để chèn ép Tàu Cộng ở Biển Đông, không cho Tàu Cộng bóp chặt Biển Đông như là bóp yết hầu, để chặn đường hàng không và hàng hải của Mỹ. Ngoài ra, 3 ông thượng nghị sĩ còn yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải đập cho thằng đảng đế Việt Cộng một trận nên thân vì cái tội giáp đu dây bán đất nhượng biển cho lũ Tàu Cộng. Donald Trump nghe xong thì rất hài lòng vì 3 ông thượng nghị sĩ nói đúng ý Tổng thống và tạo cớ cho Trump đưa quân vô Biển Đông, tăng cường thêm quân sự và tiếp tục ép chết kinh tế Tàu Cộng. Quốc hội Mỹ hiện nay đã bật đèn xanh cho Tổng thống Donald Trump tiếp tục tăng cường quân sự để chèn ép ngăn chặn Nga Tàu,
nên Donald Trump sẽ cho tăng quân, tăng vũ khí trong vài ngày tới để ép chết thằng Nga và thằng Tàu. Liệu Nga và Tàu có ngồi yên không, hay là chúng nó sẽ bắt đầu bùng nổ, xảy ra chiến tranh thế giới lần 3, bắt đầu đạn dược sẽ bay ào ào. Hôm nay Lisa sẽ cung cấp cho tất cả toàn dân Việt Nam các bạn biết là bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông đã gây nên náo loạn. Tất cả những ngư dân ai mà dại dột lũ đầu ra Biển Đông coi chừng chết qua. Ngoài ra Trump sẽ có biện pháp trừng phạt kinh tế đảng đĩ Việt Cộng để đập cho đảng đĩ Việt Cộng tàn sát vì dám bán đất cho Tàu Cộng. Trump sẽ tiếp tục cho cấm hàng Tàu Cộng và Việt Cộng xuất khẩu qua Mỹ để cho Việt Cộng phải chết ngắt kinh tế phen này. Phía Mỹ đã quyết định chống Tàu Cộng và Nga Cộng. Việt Cộng phen này nên sẽ dồn hết sức để đánh cho chết cả Nga và Tàu. Sau khi mà thằng Nga nó đã chiếm được cái đảo Crimea của Ukraine, Mỹ chưa có cấm vận sơ sài nó không sợ. Cho nên thằng Tàu Cộng bây giờ bắt chước thằng Putin để mà chuẩn bị cướp nước Việt Nam, cho rằng là nước Việt Nam có người Tàu ở từ xa xưa là của nước Tàu. Và kề súng vào đầu của thằng thủ tướng phát niệm rằng mày không tuyên bố mà giao đất 99 năm cho Tàu Cộng thì kể như mày sẽ bị vỡ sọ. Thằng đường đường là thủ tướng giống như thủ tướng Phạm Văn Đồng phải đồng ý ký nhận vào để giao đất liền cho Tàu Cộng 99 năm. Những người, những lũ đầu bò, ốc chó, não lợn tụi bay còn cuồng hồ, cuồng đảng, để tao chóng mắt xem đời con cháu tụi bay còn nói được tiếng Việt Nam không? Để tao coi lúc đó tụi bay chóng được cái gì? Bây giờ nó tràn vô những khu đặc khu, có con chó nào mà dư luận viên lên đây chửi bới Lisa hoặc những người đấu tranh chống Cộng sản, chống Tàu, tụi bay dám lũ đầu ra ngoài những đặc khu của thằng Tàu không? Tụi bay dám không? Cái thứ của tụi bay là khôn nhà dạy chợ, chỉ có vô chửi hoặc là hù dọa những người dân Việt Nam cùng máu mủ với tụi bay. Mà tụi bay dám đi vào khu đặc khu kinh tế của thằng Tàu bây giờ không? Dám không? Chị đã nghe nói rồi, bất cứ một người Việt Nam hoặc công an hoặc thằng nào mà lãng chạng tới là sẽ bắt một hai thằng để gây tiếng vang cho không ai dám vào khu đặc khu kinh tế của Tàu Cộng. Chị còn nhận được mật tin bên trong là 30.000 mà những tay giang hồ đầu gấu ở bên Tàu Cộng đã được chuyển tới ở những khu đặc khu kinh tế này, bắt đầu đeo cái mát là làm bảo vệ, vẫn được ăn lương như thường. Tàu Cộng tung ra 30 giang hồ sừng sỏ võ nghệ cao cường qua để bẻ cổ những người Việt Nam nào mà dám vào. Lũ công an tụi bay, lũ an ninh tụi bay, lũ mà vấn đề là kêu bằng là nằm vùng của tụi bay, có dám đi vào cái vấn đề là đặc khu kinh tế của Tàu không? Tao thách tụi bay đó. Nó bẻ cổ tụi bay như là bẻ cổ dế. Nó ngắt đầu tụi bay như ngắt đầu dế. Chứ ở đó, dám không? Sau khi nghe xong đề nghị từ ba ông thượng nghị sĩ, thì Tổng thống Donald Trump đã bật đèn xanh để phe Việt Cộng thân Nga được đem quân tập trận chung RIMPAS với Mỹ. Cuộc tập trận RIMPAS là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới giữa Mỹ và đồng minh để răn đe Nga và Tàu Cộng. Nhưng năm nay thì Mỹ quyết định cho Việt Cộng thân Nga tham gia tập trận để hy vọng phe thân Nga có thêm kinh nghiệm chiến đấu để đánh với Tàu Cộng sau này. Ngoài ra Mỹ muốn cho Việt Cộng vô để mà chọc quê và sỉ nhục Tàu Cộng, bởi Tàu Cộng xưa kia đã từng dùng lũ đầu bò Cộng sản Việt Nam để đánh Mỹ cứu nước, thì bây giờ Mỹ cũng dùng chiêu bài sẽ dùng đảng đĩ Việt Cộng để đánh Tàu cứu biển và đánh Tàu cứu nước. Cho nên về cuộc chính trị trên bàn cờ quốc tế giữa Mỹ và Tàu đang chơi với nhau, không biết đảng đĩ Việt Cộng sẽ chịu theo bên nào. Xưa kia thì theo Tàu để chống Mỹ, bây giờ Mỹ không còn ở Việt Nam cho nên muốn lấy đất Việt Nam, thì bây giờ Mỹ nó thấu cấy để cho đánh Tàu. Vui vậy đó. Vui vậy đó. Vui vậy đó.
Nhưng năm nay Mỹ sẽ quyết định cho phe Việt Cộng thân Nga tham gia tập trận để hy vọng phe thân Nga có thêm kinh nghiệm chiến đấu để đánh với Tàu Cộng sau này. Ngoài ra Mỹ muốn cho Việt Cộng vô để mà chọc quê sỉ nhục thằng Tàu Cộng, vì trước đó thì Mỹ mới đuổi Việt Cộng ra khỏi tập trận Rimpass. Phe Việt Cộng thân Nga sẽ đem máy chiến hạm Gepard và tàu ngầm Kiloi ra để tập trận chung với hải quân của Mỹ, Hoa Kỳ và đồng minh ở ngay Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên hải quân của đảng đĩ Việt Cộng được tham gia tập trận chung với Mỹ. Từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, những con chó nào từng chửi đế quốc Mỹ này, đế quốc Mỹ nọ, thằng Mỹ này, thằng Mỹ nọ, bây giờ tôi bay nghĩ như thế nào? Tôi bay cho rằng quân đội bách chiến bách thắng mà bây giờ phải quỳ lại để đi ra tập trận chung với một cái người mà tôi bay cho là kẻ thù trước kia bại trận, là bây giờ tôi bay nghĩ sao, nhục không? Sao không chửi nữa đi? Chỉ có những con chó mà vấn đề là kêu bằng ăn cứt ở trên đây nè, uống máu ở trên đây bắt đầu là la làng chửi Mỹ, bây giờ còn ai chửi không? Chửi không? Tôi bay chửi không? Chửi thì đi ra chửi, vấn đề là quân đội đi. Tôi bay chửi cho thằng chó đẻ nào mà vấn đề là đem tàu ra tập với Mỹ đi. Tôi bay chửi đi. Đồ, cái lũ đầu bò, óc chó, não lượng, không biết cái đéo gì về những đây là tình hình chính trị trong bài đặt lên đây, đụng tới cái nghe lời của đảng chửi. Chửi hay lắm, không chửi đấy. Đó, bây giờ tập trận với Mỹ, mục đích Mỹ rồi đó, ăn cướp Mỹ rồi đó. Chửi đấy. Cuộc tập trận sẽ bắt đầu trong tháng 6 này, nên đảng đế Việt Cộng có đủ thời gian để chuẩn bị. Còn Tàu Cộng thì đang tức tối điên cuồng vì bị phe Việt Cộng thân Nga đã phá hoại quá đau, quá độc ác, cho nên phải kê súng vào đầu thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu phải công bố 99 năm giao đất cho đặc khu kinh tế của Tàu Cộng. Nếu đảng đĩ Việt Cộng phe thân Nga lật lọng thì sẽ có một cuộc chiến tranh bắn quả tiễn tàn sát toàn bộ dân tộc Việt Nam, còn gấp 1000 lần cuộc chiến tranh biên giới 1979. Lần này Tàu Cộng không giả dột gì mà tràn quân ra như là thời thập niên 1979, mà đợt này Tàu Cộng chỉ ở ngoài Biển Đông và bắn quả tiễn rất kết vào Việt Nam. Những quả tiễn đặt ngoài Trường Sa sẽ bắn vô tận tới Cà Mau, Nha Trang để diệt chủng toàn bộ dân tộc Việt Nam. Lúc đó quân đội Việt Nam y như một bầy kiến sẽ bị tên lửa của Tàu Cộng bắn vào chết như rã, tan xương nát thịt. Tình hình Biển Đông lúc này vô cùng căng thẳng và nóng bỏng vì Tàu Cộng đang quyết tâm dạy cho đảng đĩ Việt Cộng một bài học, và phe Việt Cộng thân Nga đang thúc đẩy quân sự để chống Tàu Cộng nhằm bảo vệ mỏ dầu. Sau khi Trọng Lũ mất tích thì những tờ báo hôm nay đã bắt đầu lũ đầu ra và bắt đầu cho đăng lên là phản đối Tàu Cộng đã tập trận bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông. Trọng Lũ đã không ra mặt gần 10 ngày nay. Trong báo chí không còn ai nắm đầu. Bắt đầu những tờ báo có thể là phe thân Nga đã giật dây để cho đồng loạt đăng tin phản đối Tàu Cộng. Một việc làm hy hữu mà người dân Việt Nam không thể nào tin vào mắt mình. Người dân chống Tàu thì xưa kia bắt bớ, bây giờ tự động đảng đĩ nó chống Tàu như vậy thì không ai làm gì hết. Các bạn thấy nó quái đản không? Người dân lên chống Tàu thì bắt bớ, cho là cái này, cho là cái kia, cho là phản động. Mà bây giờ ngay cả những tờ báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối chống Tàu, yêu cầu là Tàu Cộng lên án Tàu Cộng đã tập trận bắn đạn thật thì không sao hết. Thân phận của người dân Việt Nam là giống như con cừu như vậy, nó không biết một cái gì cả. Sau khi nhờ Mỹ giúp đỡ thì phe Việt Cộng thân Nga tiếp tục đưa thằng Trần đội quần giả qua bên Nhật để xin Nhật viện trợ nhằm chống Tàu Cộng. Cụ thể là phe Việt Cộng thân Nga âm thầm chọn một thằng sĩ quan trong quân đội có dáng người hao hao giống Trần đội quần rồi đưa qua Nhật để xin viện trợ. Xin Nhật giúp đỡ về quân sự và tiền bạc. Thằng Trần đội quần giả này được trang điểm cho giống với Trần đội quần rồi mới đưa vô gặp Nhật hoàng Hirohito và gặp thủ tướng Abe để diễn kịch cho tròn vai,
Đây là độc kế của phe Việt Cộng thân Nga để kéo Nhật vô chống Tàu Cộng. Vì phe Việt Cộng thân Nga thừa biết là nếu Biển Đông lọt vô tay của Tàu Cộng thì Nhật sẽ rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm, vì bị Tàu Cộng cắt mất đường cung dầu và vận chuyển khoáng sản, nên mới cố tình đưa thằng Trần đội quần giả qua Nhật để xin Nhật giúp đỡ, để kéo Nhật nhảy vô Biển Đông. Phía Nhật cũng biết đây là thằng Trần đội quần giả, nhưng vẫn cho gặp Thủ tướng Abe để mà có cớ nhảy vô Biển Đông và lôi kéo phe thân Nga đi chống Tàu Cộng. Nhật vô cùng tâm độc nên muốn dùng chiêu mượn dao giết người để lợi dụng phe Việt Cộng thân Nga để đánh Tàu Cộng dùm cho Nhật, để mà vừa làm cho Tàu Cộng bị thiệt hại mà vừa khỏi tốn công sức xương máu của lính Nhật. Nhật chỉ đứng sau giật dây đưa tiền bạc vũ khí để cho Việt Cộng thân Nga đánh Tàu Cộng. Có chết người thì cũng là người dân Việt Nam chứ không phải là người Nhật, còn lợi ích thì Nhật hưởng hết, chứ người Việt Nam chẳng được hưởng gì, mà còn bị Tàu Cộng đập cho một trận tan xương nát thịt. Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng, vì phe Việt Cộng thân Nga đã lôi kéo được Mỹ, Nhật, Úc vào để mà chống Tàu Cộng trên Biển Đông. Cho nên hôm nay mới hung hăng lên báo chí, Tàu Cộng tình báo qua Nam thì nghiến răng trèo trẹo, sắp tới sẽ có những cuộc thanh trừng ám sát đầm máu ở Việt Nam xảy ra, chuẩn bị châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba. Đây là hình ảnh một Trần Đại Quang nữa đã được tạo dựng lên để đi qua bên Nhật. Các bạn thấy vui không? Cứ mỗi một lần là một Trần Đại Quang gương mặt khác với nhau. Không biết thằng này nó như thế nào mà cao ráo, hơi đen đen một chút. Và các bạn thấy đây là gương mặt của Trần Đại Quang mới đưa qua bên Nhật. Tất cả cộng đồng mạng và thế giới bắt đầu chưng hửng, bởi không biết thằng Trần Đại Quang này ở lỗ nẻ nào chui lên mà cao dong dỏng như vậy. Tốt tướng là cùng. Tao mong cái thằng Tàu vô nó giết chết mẹ hết cái đăng đỉ tụi bay. Đây là thằng Trần Đại Quang mà trước kia đi qua gặp vua của Nhật Bản. Các bạn thấy bây giờ cái mặt nhìn nó đẹp ghê không? Khác lạ liền, thấy không? Mật tin từ Tổng cục 2 tình báo quân đội cho biết là Tàu Cộng đang ráo riết tung quân ra Biển Đông để bóp chết ngành khai thác dầu của Việt Cộng thân Nga. Cụ thể là sau khi biết tin phe Việt Cộng thân Nga để cho tập đoàn Rosneft của Nga vô khai thác mỏ dầu Lan Đỏ ở Vũng Tàu, thì phía Tàu Cộng vô cùng tức giận, quyết chiếm lại mỏ dầu cho bằng được và quyết tâm tiêu diệt sạch phe Việt Cộng thân Nga phen này, để giành hết mỏ dầu của Việt Cộng và bóp chết nền kinh tế Việt Cộng. Tàu Cộng thừa biết là nguồn thu chính của phe Việt Cộng thân Nga là từ khai thác dầu, nên muốn cướp lại hết mỏ dầu để triệt nguồn kinh tế của phe Việt Cộng thân Nga và cho phe này suy yếu dần dần rồi mới tiêu diệt một lần cho xong hết. Ngoài ra cướp sạch mỏ dầu còn góp phần bóp chết kinh tế của đàn đĩ Việt Cộng, vì tiền bán dầu chiếm tới 1/4 ngân sách của đàn đĩ Việt Cộng và là nguồn nuôi sống quân đội hiện bây giờ, nên nếu không có dầu thì đàn đĩ Việt Cộng sẽ sụp đổ kinh tế, quân đội sẽ suy yếu thì phải bị sát nhập vô Tàu Cộng. Hiện tại Tàu Cộng đang ráo riết tăng cường thêm vũ khí, chiến hạm, máy bay, tên lửa cho hạm đội Nam Hải. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy đó. Để mà chuẩn bị đập cho Việt Cộng một trận tan xác phen này, hạm đội Nam Hải của Tàu Cộng sẽ có tới 2 chiếc hàng không mẫu hạm và 50 chiếc hạm đủ sức đánh cho tan xác toàn bộ hải quân Việt Cộng phen này, rồi đem sạch mỏ dầu từ Bắc tới Nam. Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng vì Tàu Cộng quyết tâm dùng chiến tranh để chiếm mỏ dầu Việt Nam, chiếm luôn Trường Sa và chiếm luôn Việt Nam một lần cho xong. Vì vậy, người dân phải lập tức
rút hết tiền vàng trong ngân hàng ra, rồi đem tiền đó đi mua vàng và đô la để dự trữ. Giữa lúc Biển Đông vô cùng căng thẳng và phe thân Nga liên tục kéo lôi Mỹ, Nhật, Úc vô để chống Tàu Cộng, thì phe Việt Cộng thân Tàu chính thức ép được Quốc hội ra luật đặc khu kinh tế trong ngày hôm nay. Cụ thể là Chủ tịch Quốc hội Việt Cộng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết là Quốc hội đã thông qua luật đặc khu kinh tế vào sáng nay ngày 31 tháng 5 theo ý kiến chỉ đạo từ Bộ Chính trị của Trầm Lũ phát niệm. Luật này đã có từ năm 2017 nhưng do phe thân Nga chống đối nên phải chờ tới lúc này mới được thông qua. Và lần này cũng có hơn 90% đại biểu bỏ phiếu thông qua, 5% bỏ phiếu trắng hoặc không bỏ phiếu, chỉ còn lại có 5% là do phe thân Nga đưa lên để bỏ phiếu chống đối. Nhưng mà chống thì chống, thật sự là không làm được mẹ gì cả. Không làm được mẹ gì cả. Bởi vì thằng chó đẻ phát niệm nó đã được súng đưa vào trong đầu rồi. Cho nên buộc phải nói như vậy. Mọi người hỏi gì chứ tại sao Đường Đường là một thủ tướng mà dám tuyên bố để cho đặc khu kinh tế của Tàu Cộng vai thuê 99 năm. Không làm gì nó. Thì ông ta đã trả lời rằng tụi bay mà giống như tao đi vào ngồi cái ghế thủ tướng, tụi bay cũng làm giống tao thôi. Bởi vì tao bị bắt buộc không thể nào làm khác đi được. Các bạn thấy nước Việt Nam đã xong rồi. Thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.